Anh em, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại với kênh Chuyện Tổng Hợp. Đến hẹn lại lên, chúng ta lại cháo nhau trong chuyên mục Bạn hỏi admin trả lời. Các câu hỏi tuần này chủ yếu xoay quanh diễn biến mới nhất trong manga, đó đều là thắc mắc hợp lý. Bản thân mình khi thu thập câu hỏi cũng cảm thấy vô cùng thú vị. Mình tin có nhiều anh em cùng chung thắc mắc, vậy thì hãy để video ngày hôm nay giải đáp tất cả. Đương nhiên là dựa trên vốn kiến thức, hiểu biết của mình đối với One Piece cũng như tác giả Oda. Và không để anh em đợi chờ thêm nữa, ngay bây giờ sẽ là phần giao lưu với những khán giả có câu hỏi thú vị nhất trong bài đăng trên tab cộng đồng vào ngày 26 tháng 7. 1. Hôm nay tiếp tục là người anh em Hiếu Ưng 2196. Số nào hỏi đáp bạn cũng đặt câu hỏi, mà đều là câu hỏi thú vị. Ý thứ nhất, mình xin phép nói ngắn gọn. Bí kíp xá lơ gia truyền không phải thứ muốn là được. Cần hội tụ đủ 70 yếu tố mới đủ điều kiện để lên mạng ăn nói xá lơ. Một là bản tính nhây, còn lại là 69. Nếu bạn tự tin mình có những tố chất đó, hãy mạnh dạn inbox phủng kín cho mình nhá. Câu hỏi thứ hai, anh dự đoán bên đảo trứng Oda sẽ búp cho băng mũ rơm những gì? Yêu cầu trả lời rõ ràng không chung chung. Chắc ý bạn là muốn mình liệt kê từng thành viên, điều đó thì đương nhiên, chúng ta sẽ bắt đầu từ người yếu nhất nhé. Usopp, đương nhiên rồi, Oda từng nói dù cho có thêm bất cứ ai gia nhập băng mũ rơm thì Usopp vẫn là thành viên yếu đuối nhất, thể chất của Thánh thậm chí còn thua cả Nami. Đánh nhau bằng sức mạnh không phải ưu điểm của Usopp. Có điều suốt Aquano hay trước đó là Dressrosa chúng ta chưa thấy đạn Pop Green và cây Kabuto mới có gì đặc sắc. Usopp chủ yếu dọn lính là chính, chiến công lớn nhất của Thánh là bắn hạ Sugar của băng Don Quixote, giúp Otama bón Kibidango vào mồm lũ Gipter. Chứ mấy thứ đạn đó hoàn toàn vô dụng trước Peruan, kẻ yếu nhất trong tuổi Biroppo, mà xét vai vế thì đó sẽ là đối thủ của Usopp nếu băng mũ rơm chia ra solo với băng bách thú. Nghĩa là Usopp chẳng đánh được ai và đồng đội của cậu sẽ có người phải cân hai. Ở đây mình nghĩ Vegapunk sẽ giúp Usopp khắc phục điểm yếu, phòng thủ bằng áo giáp. Một số phát minh như giày Dom, lá chắn bong bóng giúp Pacifista Mark 3 có thể được áp dụng. Lần tới Skypie, Usopp đã mang về một ít Dio. Chắc lần này Thánh sẽ lấy một số phát minh của Vegapunk. Bên cạnh đó, Haki quan sát là thứ quan trọng nhất bên cạnh khả năng bắn tỉa của xạ thủ. Nếu được búp thì bắt buộc phải có thứ này. Usopp bây giờ mới được búp, còn Nami thì đã sở hữu Just từ Aquano. Nó thể hiện tốt ra sao chúng ta đã thấy. Nhưng cũng như Usopp, khả năng tự bảo vệ của Nami rất kém. Dù Vegapunk có cho hay không thì mình nghĩ Nami cũng chôm chĩa vài món đồ hữu ích bên cạnh của cải. Edison và Pythagore là các nhà phát minh hàng đầu. Giày, áo, gậy thời tiết của Nami có thể được họ nâng cấp. Người nhận được nhiều nhất trong bộ ba yếu đuối theo mình là Chopper, Vegapunk và Caesar Cloud từng là bạn. Hắn đã giúp chủ tịch nâng cấp Rambobo nhưng tác dụng phụ rất lớn. Vegapunk hoàn toàn đủ sức giảm thiểu tối đa tác hại của thuốc. Ngoài ra, ông còn giúp Chopper kéo dài thời gian hơn, từ Rocket 1 phần 2 giờ thành Rocket 1 giờ chẳng hạn. Mạnh hơn, lâu hơn và ít tác dụng phụ hơn, thậm chí có thể có thêm hình thái mới của Rambobo. Riêng trường hợp Jinbei, Robin và Brook, ba người này không mê đồ công nghệ như bộ ba kể trên. Hơn nữa, năng lực của họ không phù hợp lắm với vũ khí khoa học. Khả năng sẽ có màn nâng cấp trái quỷ hơn là búp nhờ Vegapunk. Riêng trường hợp của Jinbei, mình nghĩ ở tuổi 46, ông đã đạt tới đỉnh cao rồi, cũng khó mà mạnh thêm được nữa. Chỉ là chúng ta chưa có cơ hội chiếm ngưỡng toàn bộ sức mạnh của Jinbei thôi, tại thằng Ushu quá yếu. Người hào hứng nhất kể từ khi đặt chân tới Egghead vẫn luôn là Frankie. Thậm chí Oda còn hint trước Frankie sẽ được búp gì rồi. Frankie từng nói mình muốn nhờ tiến sĩ giúp sửa chữa robot Frankie Shugun đang bị hỏng sau trận đấu với Sasaki và cho ông ta xem Thousand Sunny mà anh đã đóng. Frankie là một học trò không chính thức của Vegapunk, hình mẫu Vegafox 01 có thể là bản nâng cấp sau này của robot Frankie Shugun. Vegafox 01 chỉ hoạt động được trong bầu khí quyển Egghead khi nguồn năng lượng của nó gần như vĩnh cửu vì chung cơ chế với con người máy cổ đại. Frankie có thể phải đánh đổi thời gian hoạt động của robot, bù lại robot của anh sẽ thoải mái chiến đấu bên ngoài bằng cách thay thế nhiên liệu mà Vegapunk sử dụng thành Cola. Robot Frankie Shugun sẽ có thêm cơ chế bay, kích thước lẫn uy lực đều tăng vọt cùng khả năng bắn tia laser liên tục. Frankie cũng thấy Lilith sử dụng súng bong bóng vô hiệu hóa S-Snake. Đây là một món vũ khí mới giúp anh xử lý những kẻ ăn trái quỷ. Vì Frankie không biết sử dụng Haki nên cần thứ khác bù vào. Tiếp tục với Thousand Sunny, đám quái vật máy có lẽ là ý tưởng để anh thay thế hệ thống vũ khí hiện tại. Tàu ngầm được nâng cấp hay có thêm ngư lôi cá mập chuyên đục lỗ tàu địch chẳng hạn. Trên hết là khẩu đại bác Gaon giấu trong miệng con sư tử. Nếu có bàn tay tiến sĩ Vegapunk, uy lực của nó vô cùng hứa hẹn. Cuối cùng là bộ ba quái vật một thời của băng mũ rơm. Ngoài Frankie thì Sanji cũng là một chiến binh khoa học. Anh chưa hiểu lắm về sức mạnh mà viên smoke chốt cấy vào cơ thể mình. Thế thì Vegapunk có thể giúp. Khi Sanji hoàn toàn làm chủ mọi công nghệ, bao gồm cả khả năng tàng hình, anh sẽ còn đáng sợ hơn. Nhưng anh ba không dựa hẳn vào công nghệ như Frankie. Mình nghĩ Haki quan sát cấp cao và Haki vũ trang sẽ là sức mạnh tiếp theo của Sanji. Với Zoro, đối thủ lần này của anh nhiều khả năng sẽ là Kizaru tại làng Amigasa. Kozuki Sukiyaki từng nói, Enma sẽ sớm trở thành hắc kiếm trong tay Zoro.
Vậy thì đó sẽ là nấc thang tiếp theo Thánh Lạc đạt được, nhưng chưa tạo ra hắc kiếm vĩnh viễn ngay tại Egghead. Muốn tạo ra hắc kiếm thì chỉ haki mạnh thôi là chưa đủ. Còn một yếu tố khác mà Zoro từng hỏi con cáo Onimaru nhưng đã bị Killer phá đám, đó là kiếm nhân hợp nhất. Muốn hạ được Kizaru, Zoro sẽ phải lĩnh ngộ được cảnh giới này bên cạnh việc làm chủ hoàn toàn haki báo vương, thay vì chỉ ăn may một lần giống như lúc hạ Dashbone ở Alabasta. Haki lại thêm cảnh giới tối cường đối với một kiếm sĩ. Khi đã có đủ hai yếu tố đó thì việc sở hữu hắc kiếm như Mihawk chỉ là chuyện sớm muộn. Dường Luffy, cậu đã có tất cả mọi thứ để hạ Zagasa Saturn, lúc này chẳng cần đến Gear 6 mà chưa chắc nó đã xuất hiện đấy chứ. Chỉ cần nghiêm túc hơn, làm chủ hoàn toàn sức mạnh của Nika là được. Nó trùng với câu hỏi của bạn Kiệt Nguyễn VB4ID nên mình sẽ chuyển sang phần giao lưu thứ hai luôn. Hi, xin chào Kiệt Nguyễn. Bạn hỏi mình có thật ngoài đời không thì khẳng định là có nha. Còn có vợ chứ, có thật đã ăn thua gì? Anh nghĩ Luffy Gen 5 ở Wano đã thể hiện hết sức mạnh của Nika hay chưa? Hay còn năng lực gì đó nữa? Chúc anh thật nhiều sức khỏe và đẹp trai. Cảm ơn Kiệt Lạc. Về câu hỏi của bạn thì mình nghĩ Luffy chưa khai thác hết sức mạnh của Nika. Cũng dễ hiểu vì ngoại trừ Imu, Ngũ Lão Tinh và Shanks tóc đỏ thì chẳng ai biết sự thật về nó. Lù vẫn nghĩ đó là trái Gomu Gomu no Mi nên đang sử dụng thuần túy sức mạnh thức tỉnh của hệ Paramecia. Gen 5 chính là sức mạnh nâng cấp của Luffy, giống thắc mắc của bạn Hiếu Ưng. Gear 4 hồi đánh Doflamingo còn đầy sơ hở, Luffy đã khắc phục nó sau đó và bón hành cho Cracker. Ác đảo bánh, thậm chí Lù còn giới thiệu tận hai phiên bản khác nhau là Thanh Man và Snake Man. Lần này có lẽ sẽ là cách thức vận dụng Gear 5 khác, vì trình Haki của Lù đã ở đỉnh cao rồi. Kẻ thù lần này biết về Nika, về Capang cũng từng nghe nói tới Bạch Chiến Binh, cho nên mình tin Lù sẽ biết sự thật về tên của trái Gomu Gomu no Mi. Chắc chắn chúng ta sẽ thấy hết sức mạnh của thần mặt trời Nika, thay vì chỉ dùng năng lực bá đạo đó để tấu ai. 3. Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ tới với những câu hỏi của tài khoản có tên SCPDW8GQ. Câu 1. Theo Ác thì sau Ác Egghead, bằng mũ rơm có đi tìm vũ khí cổ đại Uranus để cân bằng với hỏa mẫu hay không ạ? Dù sao thì đó là phát minh của Vegapunk nên bằng mũ rơm có thể biết về nó. Bạn nói rất đúng, giờ mà Vegapunk đã biết chuyện chính phủ sử dụng phát minh của mình hủy diệt Lucia rồi. Ở chapter 1064, Shaka có gọi cho Dragon nói mình sắp chết. Vì ông ta hiểu đạo lý, thỏ khôn chết, chó săn bị thịt. Một khi hỏa mẫu thử nghiệm thành công, Vegapunk sẽ hết giá trị lợi dụng. Chính phủ thì đã nghi ngờ rồi, cử Cyberpole tới điều tra Egghead từ lâu. Sau biến cố Egghead, ông ta sẽ kể cho băng mũ rơm nghe, thậm chí còn tiết lộ tất tần tật về Mother Flame. Nhưng Luffy hoàn toàn không cần dùng Uranus để cân bằng. Đợi Momonosuke mở cửa Wano Quốc, nó sẽ giao cho Luffy vũ khí cổ đại Pluto. Cậu còn có Poseidon nữa cơ mà. Mình nghĩ hai món này đã đủ để chiến thêm với hỏa mẫu rồi. Thứ cần tìm là Radley Clip cuối cùng, chứ không phải là Uranus. Bởi xưa nay Luffy có bao giờ tỏ ra hào hứng với thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt đâu. Cậu chỉ muốn đến lắp theo thôi. Câu 2. Sẽ như thế nào nếu Squad tạo phản đứng về phe Luffy chống lại chính phủ? Giả sử thủ lĩnh đội Thanh Gươm có quan hệ với Vegapunk mà biết 100 tàu chiến tới giết ông thì họ có hành động không? Vì một mình bằng mũ rơm khó mà chống lại được 100 tàu. Kịch bản bạn nói nếu xảy ra sẽ rất tuyệt vời. Squad vốn dĩ là hải quân đã trả lại mã hiệu. Họ chỉ phục vụ lợi ích của người dân chứ không làm việc cho chính phủ. Và nên nếu biết bộ mặt thật của chính quyền thế giới, Kobe và các thành viên Squad khác hoàn toàn có thể quay xe chống lại Thiên Long Nhân. Nhưng chúng ta chưa biết thủ lĩnh của Squad là ai, mà kể cả có quan hệ với Vegapunk thì đây là một cuộc tấn công của hải quân nhắm vào băng tứ hoàng mũ rơm. Cap tấn công Hachinosu để làm gì đây? Là nhằm răn đe hải tặc trên khắp thế giới. Vậy mà giờ các hậu bối của ông bắt tay với hải tặc chống lại hải quân, điều đó chắc chắn sẽ không xảy ra ở Egghead. Hơn nữa nhóm Kobe đang trên đường trở về, Squad mất đi chỗ dựa là Gap, họ còn nhiều thứ cần phải lo hơn là Vegapunk. 4. Phần giao lưu thứ tư thuộc về bạn AT Vũ 2326. 2S, cho em hỏi, Mihawk là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, vậy tại sao ở tổng bộ hải quân 2 năm trước lại không thể xem chứng Buggy? Không lẽ Buggy khắc chế được kiếm sĩ? Với lại Mihawk có bọc Haki, vậy sao lại không chém trúng được Buggy? Có lẽ bạn đang nhầm lẫn gì đó với hệ Logia rồi. Kiếm của Mihawk sẽ khiến kẻ ăn trái Logia không phân tách được và dính đòn. Nhưng Barabara no Mi của thánh Buggy thuộc hệ Paramecia mà. Dù là hắc kiếm thì bản chất các chiêu thức của Mihawk vẫn là chém. Mà thế thì khả năng phân tách với mức mỏng như bánh tráng của Buggy là khắc chế cứng với những đòn chém. Chẳng thế mà giờ Mihawk phải là đàn em của Buggy. 2 năm trước ông ta chưa tung hết sức, vậy có cách chém được Buggy nhưng Mihawk không sử dụng thôi. Chỉ chém bình thường như thế thì có đến mùa quýt cũng chẳng trúng. Mình thấy chém nhanh cũng chẳng ăn thua vì kiếm thuật của Mỹ Hạnh là bá nhất rồi. Ông ta chém liên tiếp bao nhiêu phát, Buggy tách cơ thể ra làm bấy nhiêu phần cũng nhanh tương đương. Cho nên nếu muốn chém Buggy phải dùng những đòn kiếm khí gây sát thương diện rộng hoặc bọc Haki báo vương vào.
5. Câu hỏi thứ 5 là của bạn Cryfa6939. Theo bạn, quân cách mạng còn quân tinh nhuệ hay thành viên mạnh ngang tứ hoàng hay không? Về quân lực hiện tại, phe cánh của Dragon khó có thể một chọi một với hải quân, chứ nói gì tới chính phủ. Bạn nhận xét không hề sai, và nên mục tiêu của Dragon luôn là Thiên Long Nhân. Cha Luffy sẽ không đánh nhau với hải quân, ông cũng chọn cách bỏ căn cứ rút lui khi băng dâu đen kéo tới. Từ đây mình cảm thấy Dragon sẽ ngang một tứ hoàng, Sabo thì ngang đô đốc, còn Karasu suýt soát với một đô đốc hải quân. Để mà xuất hiện thêm thành viên nữa mạnh ngang tứ hoàng là điều hơi khó. Nhưng quân tinh nhuệ của quân cách mạng chưa ra trận bao giờ, chúng ta mới chỉ thấy các tân binh được Sabo dẫn về Kamabaka. Lần tới Lelouchia ở chapter 904 hay tấn công Marengoise thì chỉ có các thủ lĩnh ra mặt, mang đi Dragon giấu đội quân của mình rất kỹ để đối phó với chính quyền thế giới. Cuộc chiến này không thể chỉ có quân cách mạng mà còn các quốc gia trên thế giới đứng lên chống lại Thiên Long Nhân. Đương nhiên chúng ta không thể bỏ qua Luffy cùng đại hạm đội mũ rơm, đó phải là cuộc tấn công tổng lực. Nếu chỉ đơn lẻ, mọi cuộc nổi dậy đều bị bẻ gãy ngay. Sabo đã chứng kiến sức mạnh của những kẻ đứng đầu, mọi chuyện vô cùng phức tạp nên mình nghĩ sẽ có sự hợp tác của cha con Dragon và Luffy. 6. Câu hỏi tiếp theo là của Boa Hán Cốc 2806. Anh nghĩ sao về trái quỷ Meromeronomi? Zoran là kẻ hiểu rõ các trái quỷ mà hắn lại nhắm vào trái quỷ của Boa. Anh có nghĩ đó là do thần thoại Medusa không? Thứ nhất, sắc đẹp của nữ hoàng hải tặc cộng hưởng rất tốt với năng lực của trái quỷ. She overhợp với Meromeronomi. Roden biết rõ năng lực của trái quỷ này, nhưng việc kẻ bị hóa đá vẫn không thể trở lại bình thường kể cả giết chết Boa Hán Cốc thì hắn ta không biết. Chứng tỏ bách khoa toàn thư về trái quỷ chưa đầy đủ. Nó chỉ ghi chép tên, năng lực cơ bản chứ các biến hóa do người sở hữu nghĩ ra và sự thức tỉnh của người biên soạn chẳng thể biết hết. Hiển nhiên Zoran cũng thế. Tuy nhiên trái Meromeronomi phải có cách sử dụng khác. Mình sẽ lấy ví dụ về trái Surunomi. Nó đã qua hai đời chủ khác nhau là Caramel và Big Mom. Thần chú đoạt hồn của Big Mom chỉ phát huy tác dụng khi kẻ khác sợ hãi bà ta. Tuy nhiên Caramel vẫn thu linh hồn và tạo được ra Homie, chứng tỏ không nhất thiết phải tạo ra sự sợ hãi mới kích hoạt được năng lực. Tương tự là trái Meromeronomi của Hancock, cô sử dụng sắc đẹp để hóa đá kẻ có suy nghĩ đen tối với mình. Đối với người máy vô tri hay kẻ không bị cám dỗ, Hancock đá vào chúng thì vẫn bị hóa đá như thường. Suy ra, Tick có thể kích hoạt năng lực Meromeronomi theo một cách khác, bởi trái quỷ đâu phải sinh ra chỉ dành cho một đối tượng nhất định. Hancock very hợp, nhưng rơi vào tay Zoran thì vẫn phát huy tác dụng. Chẳng hạn như kết hợp với sự sợ hãi, kẻ nào sợ hãi Zoran sẽ hóa đá. Nó vô cùng hữu ích khi tung ra năng lực bóng tối hoặc chấn động. Kẻ ăn đấm vừa bị hóa đá cái sẽ vỡ vụn và mất mạng. Đó là đòn tấn công hủy diệt hàng loạt. Nói chung Tiết làm gì cũng tính toán vô cùng cẩn thận. Còn về giả thuyết thứ hai, mình biết bạn đã xem nó ở đâu nhưng mình không muốn bàn tới. Có điều Oda lấy hình ảnh Medusa để xây dựng nhân vật Boa Hán Cốc là sự thật. Chỉ khác ở chỗ năng lực ấy tên là Meromeronomi. Còn nó chẳng có gì đặc biệt để chính phủ phải đổi tên, đổi hệ như trái Hitotomi Modonika. Điều đó tạo nên sự độc nhất vô nhị của trái quỷ này. Nếu có hai trái cùng bị đổi tên thì thành ra mất hay. Mình nghĩ đó là cách câu view thôi. Anh em cứ xem giải trí chứ mình hoàn toàn không ủng hộ giả thuyết vô căn cứ ấy. Nói thế khác nào bảo trái Hana Hana Nomi là Hitotomi Modo Quan Âm nghìn tay nghìn mắt. Trên đời này chỉ có một thần mặt trời Nika mà thôi. 7. Tiếp theo chúng ta cùng đến với hai câu hỏi của bạn Trần Luân 1013. Chào Ed, cho mình hỏi hai câu. Một là hai cây vũ trang Level Max với trái chấn động cái nào mạnh hơn? Hai là hai năm trước, Akainu một mình một tàu chiến khiến cho Zoran bỏ mạng không dám va chạm, giờ một mình một tàu hắn có dám nữa không? Câu hỏi của bạn vô cùng thú vị. Vậy ý thứ nhất, chắc chắn ai cũng muốn so bì, nhất là fan dâu trắng với fan gáp. Mình tự thừa nhận bản thân là gáp bư, nhưng so sánh hai thứ này thì thực sự quá khập khiễng. Vì một bên là sức mạnh của bản thân hoàn toàn, một bên sử dụng năng lực trái quỷ. Xét về sức tàn phá, chắc chắn cú đấm chấn động Gra Gra Nomi ăn đứt vì năng lực này có khả năng hủy diệt cả thế giới. Còn trên đời này chẳng ai hủy diệt được thế giới chỉ bằng Haki. Tuy nhiên Kaido từng nói Roger chẳng cần trái quỷ nào vẫn có thể đứng trên đỉnh thế giới. Sở hữu trái quỷ mạnh thôi vẫn là chưa đủ. Cho nên khi hai cú đấm va nhau, cú đấm toàn Haki của Gap sẽ thắng cú đấm thuần túy năng lực chấn động của dâu trắng. Còn nhớ tại tổng bộ, Baradok đã chặn được một cú đấm chấn động nhắm vào đài sử tử chỉ bằng tay không. Akainu cũng cùng cú đấm dung nham của hắn chống lại được cú đấm chấn động của bố già. Từ đó mình kết luận trong trường hợp Gap và dâu trắng cùng ở đỉnh cao, cú đấm chấn động sẽ có sức hủy diệt cao hơn. Nhưng khi so chiêu với nhau, dâu trắng vẫn phải búp Haki, bởi chỉ xài chay trái quỷ thì người sử dụng Haki luôn có lợi hơn. Còn về thứ hai, thời điểm sau trận chiến thượng đỉnh, Akainu đích thị là ngôi sao sáng của hải quân, sức mạnh cũng ở cái tầm mà Tít chưa thể ăn nổi. Nói không qua, hôm ấy Tít và chạy chậm kheo Akainu thịt cả băng dâu đen luôn. Nhưng giờ thì khác, đánh nhau giỏi lắm hai bên hòa, chứ Akainu khó mà trên cơ như hai năm trước.
Thời điểm đó, Tiết là tội phạm, Thất Vũ Hải bị tước danh hiệu, còn giờ hắn ta là tứ hoàng, đô đốc, chứ kể cả là tổ sư đô đốc mà không có sự chấp thuận của Ngũ Lão Tinh cũng chẳng được phép tấn công tứ hoàng. Cho nên bây giờ Akainu không dám tự tiện một mình một tàu đi lùa dâu đen nữa. Còn nếu Ngũ Lão Tinh gật đầu đồng ý, dám cá, Akainu sẽ kéo cả tổng bộ đến Hachinosu. Một thủy sư, ba đô đốc cộng với khoảng chừng 100 tàu chiến như đảo Eket, hiển nhiên băng tứ hoàng chẳng thể nào mà đỡ được. May là Luffy chỉ gặp phải một lão tinh và một đô đốc thôi đấy. 8. Để khép lại số thứ 17 ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng giao lưu với bạn Bi Quốc 1702. Mình có thắc mắc mong S giải đáp. Trước đó mình có nghe được thông tin tác giả nói rằng nếu Sakazuki làm hải tặc, hắn có thể tìm thấy One Piece chỉ trong 1 năm. Nhưng mình thấy điều này cực kỳ khó. Để tìm được One Piece ít nhất phải có 3 yếu tố. Chắc bạn thuộc đa số fan One Piece anti-Akainu đúng không? Đến lời tác giả mà cũng không chấp nhận nữa thì chịu. Nói bạn đừng giận chứ giờ Oda trả lời phỏng vấn là chuẩn nhất rồi. Sakazuki sở hữu cú đấm mạnh nhất và có thể tìm ra One Piece sau 1 năm là thật. Mạnh và có đầu óc chưa chắc đã đoạt được One Piece, nhưng không mạnh lại còn ngu thì muôn kiếp chẳng lấy được. Akainu có cả hai thứ đó, không chỉ thông minh mà còn giỏi dùng thủ đoạn là đằng khác. Chắc chắn não của Big Mom và Kaido bé hơn Sakazuki rồi. Hai tứ hoàng này đều hơn với sức mạnh, nhưng đầu óc mưu mô thủ đoạn, hành động quyết đoán thì kém xa. Đánh nhau đâu chỉ cần cậy sức trâu. Hoa tiêu giỏi thế giới này rất nhiều, Nami đâu phải thứ duy nhất. Ben Beckman cũng là hoa tiêu, xét chỉ số IQ thì Nami còn thua ông ấy và Kuro trăm mưu, mà tính riêng ở Biển Đông thôi, chứ thế giới thì chẳng hiểu Nami xếp từ bao nhiêu nữa. Dương vụ tìm người đọc Pony Clip, nếu Sakazuki làm hải tặc thì hắn phải cứu người Ohara chứ làm gì còn ai bắn tàu tị nạn nữa. Bạn đang nghĩ Akainu làm hải tặc với tư tưởng công lý tuyệt đối hay sao? Thời gian 1 năm mình nghĩ cũng không nhiều, chúng ta đọc One Piece tới nay đã sang năm thứ 26, nhưng trong thế giới đó chưa đầy 3 năm. Luffy ra khơi hơn 2 năm trước thì đã tốn mất 2 năm tròn time skip rồi còn đâu. Tính ra cậu ta chưa mất tới 1 năm đã kiếm được 3 rat huy clip rồi, sắp tìm thấy One Piece rồi. Vậy thì 1 năm cũng chẳng có gì là nhanh cả. Trên hết, đây chỉ là nếu thôi. Đó là tất cả những câu hỏi thú vị nhất trong số thứ 17 ngày hôm nay. Cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Nếu thấy hay thì đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh Chuyện Tổng Hợp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.